Ngài Trí Giả Đại Sư đó dạy chúng ta, khi mà muốn đem cái pháp của Đức Phật để vào trong tâm chúng ta đó, thì trước nhất là chúng ta phải sám hối cho nó sạch, cho nó sạch nghiệp. Tại vì nếu mà nó không sạch nghiệp đó, thì đem pháp vào đó, thì không sử dụng được. Đó là kinh nghiệm của người đi trước. Cho nên cái pháp sám hối á, mà Đức Phật dạy chúng ta, vì lần trước Thầy nói ta sám hối theo nguyên thủy, rồi đó chúng ta sám hối theo Đại Thừa, rồi chúng ta mới sám hối theo Thiền Tông. Tức là các cái pháp sám hối cũng của Đức Phật, nhưng mà dạy khác nhau hết. Thì khi mà khác nhau như vậy đó, là Đức Phật nói là tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, cho nên đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Tất cả chúng sanh đó, là bệnh. Đức Phật là vì lương y, cho nên đó, Ngài phải tùy bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh nào đó thì phải dùng cái thuốc đó. Cho nên khi mà ta áp dụng cái pháp tu đó, mà nó thích hợp với bệnh của chúng ta đó, thì bệnh chúng ta sẽ lành, phước chúng ta sanh được. Mà cái mục tiêu chính đó, là tu đó, là phải nghiệp giảm và phước tăng. Cái đó là cái chuyện chính mà ta phải làm. Còn nếu mà nghiệp không giảm, phước không tăng, hay là nghiệp tăng đó, là cái trường hợp này đó, thì gọi là uống lầm thuốc, uống lầm thuốc độc. Tức là thuốc nhưng mà lại là không trị đúng bệnh thì nó trở thành độc. Đó là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái vị thầy mà dạy đó, cái này rất quan trọng. Cũng như cái ông thầy thuốc đó, là cái bắt mạch rất là quan trọng. Tức là biết được bệnh như thế nào đó mà cho cái thuốc đúng. Cho nên khi mà Đức Phật đó, thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì lúc bây giờ đó Ngài thuyết pháp cho chư Bồ Tát trong mười phương tới nghe. Cho nên đây người ta gọi là Bồ Tát Vi Trần Vân Lai Tập. Tức là các vị Bồ Tát trong mười phương tới với Đức Phật khi mà Ngài mới thành đạo. Cho nên Bồ Tát tới đó, thì bây giờ họ tới trong thiền định. Cho nên các vị Bồ Tát này là sạch nghiệp hết. Các vị Bồ Tát này sạch nghiệp hết, cho nên các vị Bồ Tát này mới thấy Phật, mà Đức Phật mới thấy những người này họ sạch nghiệp, cho nên Đức Phật mới dạy cái pháp họ. Cho nên lúc đó các vị thanh văn bảo là có, nhưng mà có mắt không thấy mà có tai không nghe. Nhưng mà sau này Ngài A Nan Kết Tập, Ngài có nói cái trường hợp đó, có người nó nghe mà không nghe, có người không nghe mà nghe, là nói cái ý này. Tức là những người đó nghe mà không nghe đó, là chỉ cho hàng thanh văn. Tức là nghe âm thanh nhưng mà không nghe được pháp, cho nên nó không nghe được. Còn các hàng Bồ Tát là không nghe mà nghe. Các hàng Bồ Tát là nghe pháp âm mà không có bằng âm thanh. Cho nên chỗ này người ta gọi là Đức Phật thuyết ở trong thiền định. Vì vậy đó, mà ở trong thiền định chỉ có 21 ngày thôi. Trong 21 ngày đó thì bên Thinh Văn Tạng người ta kết tập, người ta nói Đức Phật ngồi thiền định, chứ Đức Phật không có nói gì hết. Đức Phật làm thinh thôi. Nhưng mà nếu yên lặng như chánh pháp đó, tức là làm thinh đó, thì chính cái đó mới nói là pháp. Đó là pháp ấy. Cái pháp đó là gọi là pháp tịch diệt, tức là không nói được. Hãy nói ra đó, thì cái này đó, nó trở thành phương tiện mất rồi. Thì nói ra đó, thì cái trường hợp này thích hợp với người này thì sẽ không thích hợp với người kia. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật đó, Ngài giảng cái bộ Kinh Hoa Nghiêm xong rồi đấy, thì Ngài nghĩ là Ngài vào Niết Bàn luôn ấy, chứ Ngài không có không thuyết pháp trên cuộc đời nữa. Thì trời Phạm Thiên mới hiện ra, mới thỉnh Đức Phật thuyết pháp.
Cho nên ta mới nói là Phạm Vương thỉnh Phật thuyết chân kinh. Thầy Phạm Vương hiện ra để thỉnh Đức Phật nói. Thì bây giờ Đức Phật mới nghĩ nói thì phải tùy người và tùy chỗ và tùy lúc. Cho nên tùy người. Cho nên lúc bây giờ nó coi mình gặp ai đây, cái người đó làm sao, cái trình độ họ làm sao, họ bệnh chỗ nào thì chữa. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lộc Uyển, thì bây giờ đến Đức Phật mới nói cái pháp Tứ Thánh Đế cho năm em Kiều Trần Như nghe, nói cho năm em này nghe. Cho nên từ đó ta gọi là pháp Tứ Thánh Đế là cái gốc của đạo Phật chúng ta. Mà những người nào tu theo cái Tứ Thánh Đế này, ta gọi là tu theo nguyên thủy, tức là tu theo cái gốc, cái đầu tiên. Nhưng mà những người này là sao? Tức là những người này đó, thì mang cái tính yểm ly, tức là xuất thế hay là xuất gia, đúng không? Tại vì cái người đi tu đó, đi tu như mấy thầy đó, ta gọi là xuất gia, tức là bỏ nhà rồi đi tu. Tức là người này không có nhà, cũng không có làm ăn, cũng không có quyến thuộc, không có gì hết. Tức là có mình không rồi, phải không? Rồi tu đến khi mà chết rồi thôi. Thầy thấy cuộc đời này là biển khổ nè. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói là khổ đế nè. Cuộc đời là khổ đó. Cho nên ông mới chọn con đường tu như vậy là đúng rồi. Tức là chạy theo cuộc đời đó thì ai cũng khổ hết. Từ vua chúa cho đến người thường dân cũng khổ nữa. Cho nên ai cũng khổ hết nữa. Thì khi mà nói đúng với họ đó thì họ nghe chứ. Rồi bây giờ Đức Phật nói là tôi có cái cách đó mà dứt khổ này, nếu mấy ông muốn học muốn tu thì tôi dạy cho. Cho nên đây là Tứ Thánh Đế là từ chỗ này. Cái phương pháp mà dứt khổ này để ra khỏi sanh tử nó không có một cái nào hơn gọi là cái Tứ Thánh Đế này. Tứ Thánh Đế này là căn bản nhất. Thì trong lúc đó người ta sám hối đó, sám hối theo cái nguyên thủy đó, người ta sám hối cho nên sám hối tội căn mà theo pháp Tứ Thánh Đế sám hối. Thì bây giờ đó, những người này đó, họ sám hối bằng cách nào? Tức là đầu tiên họ tu cái tứ niệm xứ này đó, họ làm cho tâm họ sạch này. Cái mục tiêu đó là làm cho tâm sạch. Cho nên sám hối kiểu nào cũng được, nhưng mà tâm mình sạch thôi. Thì cái hoàn cảnh đó, cho nên những người này thực tập cái này đó, thì cái tâm họ sạch được, họ đắc đạo. Thì cái pháp này đó là 37 trợ đạo phẩm mà quý vị đã thường nghe giảng. Cho nên đó, đầu tiên là tứ niệm xứ, tứ niệm xứ quán cái này chính. Ta nên giữ cái tứ niệm xứ quán này đó để không bị lệ thuộc vào cuộc đời nữa. Không lệ thuộc vào cuộc sống, không lệ thuộc tình cảm. Tức là tất cả những cái này dứt hết đi, bỏ hết cái này đi, thì cái tâm trống không, cái tâm được giải thoát. Bây giờ pháp Phật mới đem vô được. Đây họ sám hối bằng cách đó. Tức là trong tâm họ không còn gì hết á. Nhưng mà bây giờ tất cả các Phật tử ở trong giảng đường này đó, bây giờ trong tâm quý vị có sạch về được không? Có thực tập cái này được không? Thì chắc chắn là không được rồi. Là tại sao vậy? Là tại vì mình còn có cuộc sống. Mình còn có cuộc sống, tức là mình còn phải có làm ăn, còn phải sống, còn có quan hệ. Mà bảo là trong tâm mình dứt sạch hết, không còn gì hết thì sao? Cho nên cái pháp này nó được chuyển đổi qua cái khác. Thì nó chuyển đổi qua pháp khác nhé. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ quán này là dành riêng cho mấy thầy đi xuất gia tu cái này rất là thuận. Tại rất là thuận, thuận ở chỗ nào? Tại vì đầu tiên mà Đức Phật biểu là quán thân bất tịnh đi. Quán thấy cái thân này là bất tịnh, cho nên ta không quan tâm tới cái thân này nữa. Ta không lo bồi dưỡng cho thân này nữa. Rồi đó, ta nhìn qua người khác phái, ta cũng nghĩ là cái thân này bất tịnh. Cho nên người ta bảo đây là cái đại gia đựng độ ô uế, phải không?
Nhưng mà cái đại gia Đựng Độ Huế mình nói như vậy đó, thì đương nhiên những người mà tu thiệt á, xuất gia tu thiệt á, thì họ thấy đúng thiệt. Mà những người nào chưa thấy nữa đó, Đức Phật biểu đi ra ngoài Thi Lâm đó, tức là ra ngoài Gò Mã, thấy ngoài đó đó, gọi là thực tập cái cửu tưởng quán này là thấy ra được. Tức cái người mà mới chết rồi đó, người ta khiêng người ta bỏ ngoài bãi Tha Ma đó, thì nhìn đi, ngồi đó nhìn đi, nhìn cái xác chết đó, coi có phải là đúng hay nó là bất tỉnh không. Ta nói người giàu có đẹp mấy đi nữa phải không, có sang trọng mấy đi nữa đó, mà khi chết rồi đó thì chắc ai cũng ghê, cũng sợ hết. Đây là cái điều mà thật ở trong cuộc sống. Tại hồi trước á, thầy có một người quen, một người quen mà hai vợ chồng á, tức là xuất thân từ một cái hoàn cảnh nghèo mà lên thành phố này đó, họ làm ăn họ phát đạt, họ giàu quá. Khi mà làm giàu như vậy rồi đó, mà mới có 30 ngoài tuổi thôi, làm giàu quá đó, nó dục cái ông chồng đó bị có một cái mục mà người ta gọi là mục nhọt, mà thiệt ra là ung thư, phải không, là ung thư. Cho nên lúc bây giờ tưởng là cái mục mụn ở trên mặt á, người ta đem ta nặng cái mục mụn đó, đó cái phát nó di căn, nó sưng hết cái mặt lên, nó sưng luôn tới cái cuốn họng, thở không được nữa. Thành ra ông này chết, chết mới có ngoài 30 tuổi, giàu có. Cho nên bà vợ này đó, bà thương bà cứ ôm bà khóc kể hoài, mà không cho người ta liệm, không cho người ta tẩn. Mà quý vị nghĩ được 3 ngày sau đó, thành ra bà này thấy bắt đầu sợ rồi, phải không? Ở đây mà có vị nào mà dám ôm cái xác chết tới 3 ngày thì cái trường hợp này sẽ cảm được cái ý thầy nói. Thành ra giữ được tới 3 ngày là cái xác chết này nó bắt đầu nó lạnh, mà nó dễ sợ lắm. Thầy cũng chưa ôm xác chết nhưng mà thầy không biết cái chuyện này. Mà nghe cái bà này kể lại, thầy nghĩ Đức Phật dạy chắc có lẽ đúng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi Đức Phật biểu ra Thi Lâm nhìn cái xác chết, cái người mà mình thương nhất trong lúc đó mình còn ôm được không? Ôm được 3 ngày thôi, qua tới ngày thứ 4 là quý vị phải buông rồi, phải không? Mà Đức Phật biểu ôm cái xác chết cho tới 9 ngày nữa thì nhất định là mấy ông sẽ sợ rồi. Đấy. Cho nên quán thân bất tịnh là ta quán như vậy, tới chừng sợ. Đó là trên bước đường tu đó. Mà khi mà sợ cái này, nhàm chán cái này, nhàm chán cái thân mình, nhàm chán cái thân người, nhàm chán hết tất cả những cái này đó, thì tự nhiên tâm mình không còn nghĩ nữa. Tức là không còn lệ thuộc cuộc đời, không còn lệ thuộc vào ăn uống ngủ nghỉ, không còn lệ thuộc vào tình cảm. Tất cả những này mình không cần nữa rồi. Tại ai nói phải mình cũng ừ, ai nói trái mình cũng ừ, phải không? Ai có làm gì đi nữa mình không buồn quan tâm nữa, phải không? Đây là tâm mình hoàn toàn vắng lặng. Tâm hoàn toàn vắng lặng lúc bây giờ Pháp Đức Phật mới đem vô được. Đây là sám hối sạch rồi cho nên đem vô. Đây là cái Pháp mà mấy thầy thực tập theo Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà qua Đại Thừa thì cái trường hợp đó có nhiều cái Pháp khác nhau mà chúng ta thực tập, mỗi người có hoàn cảnh riêng. Rồi cuối cùng đó là mấy thầy chọn cái hồng danh sám hối, chọn cái hồng danh sám hối để làm cái pháp sám hối chung cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta. Cho nên cái pháp hồng danh sám hối này là kết hợp từ cái Phật giáo Nguyên Thủy sang Phật giáo Đại Thừa, và luôn cả mật tông nữa. Cho nên cái điều này là điều quan trọng nhất mà quý Phật tử nên nhớ, là cái trường hợp đó, khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, nói rằng ai muốn trở thành người Phật tử, ai muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, ai muốn thành Phật trong tương lai là phải quy y Tam Bảo.
Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy cũng phải quy y Tam Bảo, Phật giáo Đại Thừa cũng phải quy y Tam Bảo. Đó, rồi á, Phật giáo Kim Cang Thừa tức là Mật Tông cũng phải quy y Tam Bảo. Thế nên về thiền á, cũng phải quy y Tam Bảo. Nhưng mà về sau này nó có một cái nữa, là cái tổ sư thiền này đó, tổ sư thiền này là của Trung Hoa đó, thì họ lại đặt ra một cái trên đó nữa, tức là trên Phật nữa. Cho nên này đó là vượt lên trên đó, là không quy y Tam Bảo nữa. Mà lúc bây giờ đó họ chỉ sống sống với thoại đầu thôi. Đây là cái điểm quan trọng. Tại vì họ nghĩ là quy y Phật còn kẹt Phật, quy y Pháp kẹt Pháp, quy y Tăng kẹt đoàn thể. Cho nên cái người mà tu cái thiền tổ sư này đó là bỏ hết tất cả kinh điển gì, bỏ hết. Cho nên đây gọi là giáo ngoại biệt truyền rồi. Cái này ngoài lề, đây có một cái pháp tu nữa. Nhưng mà cái này đó, thì nếu thiệt đó, mà giáo ngoại biệt truyền để mà đắc đạo đó, thì cái này tốt, nhưng mà ít có người làm nổi. Đây là cái điểm quan trọng nhất các Phật tử này, trừ cái này ra còn tất cả đó, là đều phải lấy quy Tam Bảo hết. Cho nên trong cái bài sám hồng danh của mình á, thì bây giờ đầu tiên mình cũng phải quy Tam Bảo chứ. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cái này. Cái này là ba cái câu đầu đó, thì ai cũng phải làm cái này hết. Tại Đức Phật nói rằng nếu mà không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì ta không công nhận là Phật tử. Cho nên muốn trở thành Phật tử là phải quy y. Vì vậy tu bất cứ pháp môn nào nữa thì trước nhất đó, là phải quy y trước nữa. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi thầy, hỏi bây giờ không quy y đó, thì tu có được không? Thầy nói thì tu thì cũng được vậy chứ. Thì tu ai tu cũng được hết đó. Nhưng mà không quy y đó thì Đức Phật không công nhận mình là Phật tử, phải không? Thầy nên muốn nhờ Phật và Bồ Tát đó, hộ niệm cho mình là cái này là phải quy y thôi. Phải quy y thôi nhé. Đó. Tại vì bây giờ đó mình quy Phật á, là mình nguyện đi theo Đức Phật, mình tu theo Phật, mình làm con của Đức Phật. Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo lãnh cho mình chứ. Còn mình tu tự mình tu thì thôi. Đấy. Thành ra những người tu như bên Thiền Tông ấy mà họ tu theo cái kiểu kia không cần quy nữa, thì cái trường hợp không cần thì thôi. Tại vì cần Phật thì Phật hộ niệm. Nhưng bây giờ không cần Phật thì chuyện này dễ. Nên muốn tu kiểu nào là tu, ngoại đạo cũng được. Cho nên mình luôn luôn xác định mình là Phật, đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà mình xác định mình là đệ tử Đức Phật thì mình có cái lợi nào đấy? Tức là cái thứ nhất là tất cả các vị Bồ Tát lớn, người ta nghĩ mình cũng là con Đức Phật, mà người ta cũng là con của Đức Phật. Cho nên mình cũng là con, mà các vị Bồ Tát lớn này họ cũng là con. Cho nên trong lúc đó mình với họ được coi như anh em, phải không? Tại được Phật công nhận rồi nữa, thì lúc bây giờ đó các vị Bồ Tát đó họ cũng công nhận mình. Họ công nhận mình coi như là anh em. Cho nên nhờ cái chỗ này đó mà họ hộ niệm cho mình. Các cái vị này đó họ trợ lực cho mình. Cho nên trên kinh nghiệm tu thầy đó, thầy thấy cái này rõ này. Cho nên thầy có cái cảm giác đó, mình với các vị Bồ Tát đó là anh em, mà họ là người anh lớn, người anh cả. Họ tu hành đắc đạo rồi, cho nên mình nhận họ làm quyến thuộc của mình. Cái này mình có lợi chứ. Ở đây mình ở đây đó mà mình nhận làm quyến thuộc Bồ Đề với các ngài đó, mình có lợi lắm. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại vì đó, các ngài đó là cũng thương chúng sanh, các ngài cũng muốn làm việc này làm việc kia, muốn nói với mọi người, nhưng mà các ngài đâu nói được. Đấy. Thành ra các ngài nó muốn nói với các Phật tử, các ngài nói không được đâu. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Thù không ai nói với các ngài. Các ngài nói các vị được. Nhưng mà lúc bây giờ đó
thầy á là thay cho các vị này để nói với các vị, nói với các Phật tử này nè. Thì các vị này nói tôi cũng muốn nói với nó mà tại tôi nói không được, thôi bây giờ thầy nói được thầy nói giùm tôi đi, phải không? Cái này có lợi cho mình, cho nên các ngài hộ niệm cho mình là như thế đó. Cho nên thầy nói thí dụ bây giờ đó, thầy là muốn xây cái Việt Nam Quốc tự này, phải không? Thầy muốn xây Việt Nam Quốc tự này mà tất cả mọi người tăng ni Phật tử chúng ta cũng muốn xây cái chùa này, nhưng mà thầy là cái người đứng ra, đứng ra khởi đầu cho chuyện này đúng với cái tâm niệm của các Phật tử hết, cho nên tự nhiên người ta ta hùng phước vô, ta đóng góp vô. Thì tất cả các vị Bồ Tát cũng vậy, các vị Bồ Tát đó họ cũng hỗ trợ cho mình, đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên từ cái chỗ này các vị Bồ Tát rồi tới đó, ông bà tổ tiên của chúng ta này đều theo đạo Phật hết, nhưng bây giờ đó họ chết rồi, họ không còn trên cuộc đời này nữa, thành họ muốn đem họ cúng cho thầy đó, họ đem họ cúng cho thầy đó, nhưng mà họ làm sao họ tới họ cúng được, họ bằng con người vô hình đâu tới cúng được. Cho nên họ về họ kêu con họ cháu họ, tức là cho con cháu họ, tại nó cùng huyết thống, nó cùng huyết thống, nó cùng một cái tần số, cho nên họ ngủ mê nữa, họ ngủ mê cái họ thấy à, ba tôi về đó kêu tôi nữa, biểu đem tới cúng cho thầy để thầy xây dựng ra quốc tự. Đấy, có những người tới thưa thầy cái điều này nữa. Tức là những người họ muốn xây Việt Nam Quốc tự nhưng mà họ chết rồi, phải không? Thế nên hôm sau họ xây. Cho nên họ nghe nói thầy xây đó, họ biết làm sao, họ về, họ kêu con họ, thế nên biểu đem cúng. Thì khi mà con họ đem cúng cho thầy đó, con họ mới nói là ba con nằm mơ con thấy ba con về kêu rõ ràng, biểu đem cúng cho thầy để thầy làm chùa. Ta nói chư Phật trong mười phương, các vị Bồ Tát trong mười phương trợ lực cho mình, nhờ như vậy đó mà cái Phật sự mình thành công được, mình làm được việc. Hay là cái trường hợp đó thầy nói vấn đề cứu trợ đi, thiên tai. Bây giờ cái khi mà có thiên tai xảy ra, phải không? Ta nói tất cả những cái người đã khuất rồi, các vị Bồ Tát, các Đức Phật á, là điều thương những người này hết, thương. Nhưng mà các ngài là vô hình, cho nên các ngài không có thể trực tiếp mà làm được. Do đó bất cứ một người nào mà phát tâm để làm việc này đó trùng với họ, thành nên trùng với cái ý muốn của họ đó, cho nên tự nhiên họ gia bị tới, ủng hộ tới cho mình. Do đó mà mình làm được việc. Cho nên thầy nói quy y Phật, quy pháp, quy tăng lợi cho mình cái đó. Nhưng mà mình phải làm thực theo lời Đức Phật thực. Chứ còn nếu mà mình quy y rồi mà mình không làm theo lời Đức Phật thì sao? Đức Phật nói mình là những đứa con ngỗ nghịch, phải không? Thì các vị biết là con ngỗ nghịch thì sẽ xử sự như thế nào ở đây, phải không? Tức là con ngỗ nghịch. Rồi đó, tất cả các vị hộ pháp Long Thiên hả, họ nói đó là những đứa mà ngỗ nghịch này. Đây những cái đứa mất dạy đây. Cho nên chẳng những họ không giúp đỡ, nhưng mà lôi thôi họ cho một chài cái là chết rồi. Đây là sự thật. Ta nói trên bước đường tu chúng ta nhận, ta nói quy y với Tam Bảo, nhận cái lực gia trì của Tam Bảo, ta làm được hết tất cả các việc này. Nên ở trong cái bài sám quy mạng đầu tiên quý vị thấy của này nè: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh di diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, cộng tứ từ bi ai nhiếp thọ. Này là quy Tam Bảo đó, nhưng mà ta đọc cái nghĩa khác thôi, đọc nghĩa khác thôi. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng này, tam thừa gì? Thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Giải thoát tăng này là ai? Tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là các vị bồ tát.
Bồ Tát Thừa, phải không? Còn bên Thinh Văn Thừa thì sao? Tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán này. Các vị này là các vị giải thoát tăng rồi. Đây. Các vị giải thoát tăng rồi, cho nên các vị này đã gia trì tới cho ta được. Cho nên khi mà các ngài nhiếp hộ chúng ta, hộ trì chúng ta nữa, cái tâm chúng ta nghĩ tới các ngài nữa, thì cái tâm chúng ta cũng liền thanh tịnh theo. Cho nên trên kinh nghiệm sám hối của thầy, thầy thấy này rõ lắm. Cho nên khi mình nghĩ tới một người tốt, mình nghĩ tới một việc tốt, thì tự nhiên tâm mình nó liền thanh tịnh theo. Này nó quan trọng lắm. Cái hàng tam thừa tứ quả này, cái hàng giải thoát tăng này. Chứ mà nếu mà mình gặp một cái ông tăng mà mình không bằng lòng, giống như là ông thầy tu giả đi, phải không? Ông gạt mình cái gì đó này. Mà khi mình nghĩ tới mình hận rồi, phải không? Cái này là đọa. Cho nên ta tu, ta cần các cái vị giải thoát tăng này để ta nương. Hàng tam thừa tứ quả, hàng tam thừa tứ quả thì cái hàng này nó là không cần, không cần cuộc sống này nữa, không cần nữa. Tại họ sống với cái đời sống tinh thần họ thấy đủ, cho nên họ không cần nữa. Những người này đó gia bị tới ta thì chúng ta được an lạc. Đây là cái việc quan trọng. Tại thí dụ như bây giờ đó, thầy là các Phật tử cúng dường thầy, thầy cũng không nhận nữa, phải không? Thầy không nhận nữa. Thì bây giờ đó, khi mà quý Phật tử nhìn thấy thầy tới đó thì có sợ không? Thấy thầy tới không có sợ, không có lo, phải không? Cúng ông còn không nhận mà đâu sợ ông xin tiền, phải không? Còn nếu mà ông thầy cứ hay xách sổ đi khuyên hết chỗ này tới chỗ kia đó, mà tới nhà mình bấm chuông cái mở cửa ra nhìn thấy ông này cái, tự nhiên trong lòng thấy không yên rồi, phải không? Đây cái hàng giải thoát tăng là cái hàng mà không lệ thuộc cuộc sống, tức là không cần gì nữa. Cho nên mình nghĩ tới họ mình được an lành. Còn nếu mà phàm tăng thì còn kẹt ba việc ăn mặc và ở, cho nên phải cần cái cúng dường. Tại họ ăn, cho nên không ăn nhiều, nhưng mà một ngày phải có bữa cơm, phải không? Không mặc sang trọng, nhưng mà ít nhất phải có ba y. Đây, cho nên mình phải cúng, phải không? Mình phải cúng dường. Còn các cái hàng giải thoát tăng này họ không cần. Ăn cũng được mà không ăn họ cũng không sao. Thành ra có mặc thì cũng được, không có thì mặc lá cây, phải không? Mặc vỏ cây. Đây không cần thiết chuyện này. Cho nên trên bước đường tu đó, ta nghĩ tới cái hàng mà giải thoát tăng cái đó, thì tự nhiên ta thấy thanh tịnh, lòng ta thanh tịnh. Cho nên cái khi mà ta quy y ở đây đó là nhắm vô cái giải thoát tăng. Cho nên ở trong đạo tràng Pháp Hoa, thầy nói là mình có một cái quy y đặc biệt. Quy y của mình thì Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Các hàng hiền tăng, hàng thánh tăng thì con nhất định là đi theo các ngài để tu, để học. Còn hàng phàm tăng thì thôi cũng tạm, phải không? Nhưng mà nghiệp tăng thì sợ rồi. Cho nên nghiệp tăng phần nhiều tu sĩ giả. Họ có nghiệp rồi, họ giả. Cho nên lúc nào thấy mình cũng xin hết, sợ lắm. Cho nên nghiệp. Rồi khi mà họ xin mình không được đó, họ trở thành ác đi, phải không? Thì cái trường hợp này, nghiệp tăng, ác tăng cái này tránh xa. Phàm tăng thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là theo hiền thánh tăng. Đó là chúng ta quy y. Cho nên khi mà chúng ta quy y rồi, ta có ba câu nữa. Ba câu quy y xong sau đó, cái câu cuối đó quý vị đọc đó, là câu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Cái này là Đức Phật đó, là đủ 10 hiệu nó mới có cái này. Đức Phật là đủ 10 hiệu. Còn hàng hiền thánh tăng kia là chưa đủ, phải không? Ta đã có việc làm được, có việc không làm được. Nhưng mà Phật thì việc nào làm cũng được hết. Đây nó có khác cho anh em.
Cho nên khó nào cũng vượt qua được hết, cái gì cũng biết hết. Còn các vị hiền thánh thì trong lĩnh vực nào mình biết và trong lĩnh vực nào mình không biết, thì chỗ này mình có tránh gì nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái câu mà chúng ta đọc là Như Lai cũng chánh biến tri minh rồi đó, sau cái câu đó chúng ta lại rồi đây, quý vị lại tới nhìn, tức là chúng ta lại tới 88 vị Phật. 88 vị Phật là chính. Và 88 vị Phật này đó, là nó khởi đầu từ Phổ Quang Phật cho tới cái mà kết thúc là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đây, thành ra trên khởi đầu cho mình tu đó, mình có ba vị: Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Tịnh. Đây, cái này quan trọng nhất. Thành ra ta lại Đức Phật Phổ Quang là cái việc đầu tiên ta nghĩ tới một Đức Phật. Ta nghĩ tới một Đức Phật thì từ cái ánh sáng trí tuệ của các ngài nó rọi thẳng về ta. Cho nên khi mà ta không nhận được cái này là tại vì ta thiếu lòng thành, tức là ta chưa đủ cái độ tập trung cao. Cho nên lại thì cũng lại, đọc thì cũng đọc, nhưng mà chúng ta đọc bằng cái miệng phải không, ta lại bằng cái thân, nhưng mà ta chưa lại bằng cái linh hồn của mình, bằng cái tâm thành của mình nữa. Cho nên khi bằng cái tâm thành của mình thì mình có lại hay không có lại nữa thì cái tâm vẫn lại rồi. Thành ra trên bước đường tu đó, thầy nghĩ là hơn nhau chỗ nào. Nên cái khi mà thầy đi viếng ở Đức Phật Niết Bàn ở Kusinaga, thầy đã đi tới đó, tức là nhìn thấy cái tượng Phật Niết Bàn thôi, nhưng mà tự nhiên nó có một cái xúc động ở trong lòng của mình, sâu kín ở trong lòng mình. Thành ra lúc bây giờ đó, thầy có cái cảm giác đó, thầy lại Đức Phật tới trăm ngàn lại, chứ không phải lại một lại đâu, tức lại bằng cái tâm. Nhưng mà thầy cũng giống như mọi người, thầy cũng đứng nhìn Đức Phật thôi. Thành ra đứng nhìn Đức Phật làm thinh, nhưng mà cái tâm của mình hướng về Đức Phật đó, mình lại chứ. Thành ra có một vị khác nữa đó, thành ra khi mà họ niệm Phật đó, họ không có số chuỗi hay lần chuỗi như thế này, họ lần chuỗi này, nhưng mà khi mà nhập tâm được đó, họ nói với thầy cái, họ nói sao cái khi đó, mà tôi niệm Phật đó, ban đầu đó, tôi còn lần chuỗi, nhưng mà sau đó tôi lần không kịp nữa, phải không? Tôi lần không kịp nữa, rồi sau đó, cái nữa tôi đọc không kịp nữa. Đây là tới niệm bằng cái tâm rồi. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cái khi mà niệm Phật bằng cái tâm của mình đó, thành là giữa tâm mình và Phật giao nhau này. Khi giao nhau này đó, mình mới tiếp được cái ánh quang của Đức Phật. Tiếp được cái ánh quang của Đức Phật, cho nên đó, lòng của mình nó sáng lên, phải không? Nó sáng lên, tức là cái thế giới Phật nó hiện ra cho mình đó, thì cái này là cái lại của mình cao nhất. Nó lại hồng danh ở chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, lòng của mình nó thật là yên tĩnh mà nó sáng lên, thì cái này là sạch nghiệp đi. Cho nên lại mới có một lại Phật Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Tịnh thôi, nhưng mà đã sạch nghiệp rồi. Tự nhiên trong lòng mình nó yên tĩnh, nó sáng lên. Thế nên tất cả các vị khi mà lên lại sám hối, ai đạt tới chỗ này đó thì sẽ nhận được cái ý mà chỗ thầy nói. Còn có những người họ cũng lên họ lại phải, họ lên họ lại thì lại cho có lại, phải không? Nhưng mà cái độ cảm không có. Cho nên chỗ này là tùy theo cái độ cảm của mình, cao hay là thấp, nhiều hay ít, mà nó có kết quả khác nhau. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, tập rồi lần lần đó, ban đầu thì chúng ta lại bằng cái thân, ta xưng danh bằng cái miệng, nhưng mà tới cuối cùng đó, thì ba nghiệp thanh tịnh rồi đó, thì nó hợp nhất trở lại, chỉ có cái tâm lại Phật thôi. Thì tới chừng đó đó, cái tâm mà niệm Phật á, thì trong một giây đồng hồ mình có thể niệm được tới
cả ngàn danh hiệu Phật. Cho nên từ cái chỗ này, nếu mà quý vị nhập phổ hiền hạnh rồi đó thì mới thấy rõ. Cho nên lúc bây giờ ta nói sao? Nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Sát trần Phật đó, ở trong một trần không? Thành đến cái chỗ này đó, tự nhiên lúc bây giờ đó, nhập vô cái phổ hiền hạnh được đó, thì lúc bây giờ đó, ở trên thế giới này, trong pháp giới có bao nhiêu Đức Phật đó, thì cái tâm mình đã được phân ra bao nhiêu thân để mà lại bao nhiêu Phật. Thành ra trong một niệm tâm mà lại hết Phật ở trong mười phương, chứ không phải lại từng vị giống như mình. Chỗ này đó, nếu mà quý vị mà đọc cái truyện Tây Du đó, thấy ông Tề Thiên phải không? Ông có Phật Quan Âm cho ông ba cái lông gắn ở sau óc không? Ông lấy một cái ông nhai đó, ông phun ra một cái đó, thì có 100,000 ông Tề Thiên cũng cầm thiết bản hết. Cái này căn cứ theo kinh Phổ Hiền mà nó diễn dịch ra. Ta nói Quan Âm cho ta cái đó. Thế nên khi mà chúng ta tu đắc được cái pháp này rồi nữa thì tự nhiên cái này hiện ra. Thế nên trên pháp giới có bao nhiêu Phật thì chúng ta cũng hiện ra bao nhiêu thân, đồng thời chúng ta lại hết tất cả các Đức Phật, không sót nào, lại không sót Đức Phật nào. Cho nên mới có ba vị Phật đầu đó, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh thôi. Ba vị này thôi kết hợp lại một cái, tâm chúng ta liền thanh tịnh, ánh sáng ở trong lòng chúng ta dục bừng lên, thì tâm chúng ta đã nhìn thấy hết chư Phật trong mười phương, mà chúng ta lại Phật đầy đủ hết, không sót không nào hết. Còn nếu mà chúng ta không nhập được chỗ này đó thì sao? Ta nói 88 vị Phật nhiều quá, thôi bây giờ ta lại phân nửa thôi, biết không? Rồi tuần sau lại thêm nửa nữa, phải không? Đấy. Tức là có hẹn có để đó, nó lại nửa thôi. Thành ra thôi bữa nay ta lại từ đầu cho tới Phật Thích Ca thôi, phải không? Rồi bữa sau đó, ta bắt đầu ta lại từ Đức Phật Thích Ca về, về tới Phật Di Đà. Tháng ta cũng lại đủ được 88 vị, phải không? Như vậy thì cũng tốt. Nhưng mà thực hiện được theo lời Đức Phật dạy này, theo kinh này đó, thì tốt hơn nhiều. Thành ra kinh nghiệm thầy thấy vậy. Cho nên trên bước đường tu ban đầu thì thầy cũng lại giống như quý vị, nhưng mà về sau này đó, phần nhiều thầy dùng cái tâm để lại hơn, dùng thiền quán để lại hơn. Cho nên thầy thấy cái công đức nó phát triển nhanh hơn là trong cái khoảng thời gian mình tu kia. Nó khác nhau là chỗ đó. Rồi đó, tới cái vị thứ tư quý vị, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương, phải không? Đây, tại vì tâm mình thanh tịnh cho nên lúc bây giờ đó mình mới nghe mùi hương lạ. Nghe mùi hương lạ. Hồi nãy đó mình chưa nhập đạo tràng á thì mình nghĩ thân mình là cái thùng phẩn, phải không? Thùng phẩn. Cái túi da đựng đồ ô uế thì dơ quá. Cho nên thôi bây giờ bữa nay mình đi chùa nữa, mình lo mình tắm rửa sạch sẽ rồi mình mới mặc áo mới mình đi. Đây. Thầy trước khi mà tới đây thầy cũng phải tắm rửa rồi thầy mặc áo rồi thầy mới lên đây. Đây là cái công thức mình thường làm. Nhưng mà khi mà chúng ta tới cái tâm lại được như này, tới cái tâm lại này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có một cái cảm giác là ta nghe cái mùi hương lạ. Ban đầu đó thầy tưởng đó là cái trường hợp đó, thầy nói cái này cái mùi hương này lạ. Tự nhiên mình không đốt hương, không đốt hương sao lại nghe mùi hương? Thành ra thầy nghĩ chắc có lẽ là có Phật, có Bồ Tát gì tới đây cho nên mới có mùi hương này chứ. Tại vì Phật và Bồ Tát thì mới có mùi hương, còn chư thiên thì có cái mùi hoa, phải không? Tại chư thiên là có mùi hoa. Cho nên khi mà mình lại Phật, mình cảm được các ngài mình cúng, thì cái khi mà có chư thiên họ tới đó, thì ở trong cái phòng mình mà có chư thiên họ tới được đó, mà chư thiên họ khó tới lắm. Tại vì họ rất sợ mình,
Họ rất sợ mình, họ không gần mình được. Họ nói mình là gì? Cái thùng phân, biết không? Họ sợ lắm. Còn nếu họ không nói cái thùng sân, thùng phân nữa, thì họ nói cái gì? Quả diệm sơn, phải không? Thế nên quả diệm sơn, cái lò lửa, lò lửa. Cho nên cái con người mình vì tham lam, vì sân hận, vì ngu si, ba cái này nặng quá, cho nên chư thiên không dám gần. Chư thiên không dám gần. Vì vậy mà khi mà thầy xây cái chùa Uy Nghiêm đó, là các vị chỉ lên tới được cái tầng thứ 5 thôi, phải không? Còn 5 cái tầng trên đó là thầy để cho chư thiên đó. Tức là không cho người ta lên. Không cho người ta lên để chi vậy? Để rằng mình thỉnh chư thiên xuống. Tại họ ở gần mình, họ sợ. Cái con người mà tham lam ai không sợ, bực tức ai không sợ, ngu si ai không sợ. Cho nên họ sợ. Họ sợ mình lây nhiễm cho họ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên muốn tiếp cận với chư thiên là phải đoạn được ba cái này: không tham, không giận và không si mê này. Để cảm được Đức Phật, thấy được chư thiên thì trường hợp này họ mới tới với mình được. Nhưng mà khi họ tới được với mình thì sao? Quý vị đầu tiên nghe được cái mùi hương, phải không? Cái mùi hương, tức là cái mùi này đó, là cái mùi ta gọi mùi nước hoa. Mùi hoa. Tại chư thiên họ có mùi hoa. Bồ Tát họ có mùi trầm. Bồ Tát Phật có mùi trầm. Cho nên ở trong cái phòng một mình ta thôi, nhưng mà ta không đốt hương, ta không xông trầm, nhưng mà ta ngồi thiền á, ta cảm được cái chỗ này. Thì quý vị thấy có chư thiên tới đó, thì lúc bây giờ ta nghe trong mùi ta, trong phòng chúng ta có một cái mùi hoa mà mùi lạ, phải không? Ở trên đời này chưa có cái mùi hoa nào hết, chưa có mùi hoa nào như vậy hết, không biết là hoa gì. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy mới tự đặt cho nó cái tên hoa, gọi là hoa thiên hương. Hoa thiên hương. Cái này là cái hoa có cái mùi hương này là của chư thiên mới có, chứ không, ở đây không có đâu. Ở đây kiếm cái mùi tất cả các loại hoa, hoa lài, hoa sứ, hoa gì đủ thứ, không phải. Mùi này là thôi, cho nó cái tên là thiên hương đi. Hoa này hoa trời, hoa trời. Đây, đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà tâm chúng ta thanh tịnh, tâm ta thanh tịnh được rồi nữa, thì chư Phật mới tới được với ta. Tới được với ta thì chư Phật tới với ta, thì tâm chúng ta nghe được cái mùi hương, mùi hương trầm của Đức Phật. Cho nên cái chỗ này quý vị thấy trên bước đường tu của chúng ta, nó có cái đặc biệt chỗ này. Ban đầu đó, thì ta sử dụng 5 cái giác quan, tức là dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, phải không? Dùng mũi để ngửi, dùng lưỡi để nếm mùi, tức là phân biệt được. Nhưng mà lúc bây giờ đó, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó, gọi là lục căn hổ dụng. Tên là lục căn hổ dụng này. Khi mà ta nhập định rồi đó, thì ta có thể thấy bằng tai, ta có thể nghe bằng mắt, phải không? Đây là cái chính. Cho nên không có mùi hương, tức là mũi chúng ta không ngửi được mùi hương, nhưng mà tâm chúng ta nữa nghe được mùi hương. Đấy. Cho nên nếu mà ở chung một chỗ như thế này, mà người này nghe mùi hương mà người kia cũng nghe, chung một chỗ, ta nó có hai người đứng, nhưng mà nhìn lên trời, một người thì nói tôi thấy Phật Bà Quan Âm hiện. Người kia nói tôi có thấy gì đâu, phải không? Quý vị để ý này đi. Cái này là tâm, tức là bảo là thấy bằng tâm. Cho nên trên bước đường tu của mình này, cái quan trọng nhất đó là thầy nói là không thấy bằng tâm, nhưng mà phải thấy, không thấy bằng mắt, nhưng phải thấy bằng tâm, phải không? Phải thấy bằng tâm. Tập đó, chúng ta đạt được cái chỗ mà chúng ta thấy bằng tâm á, thì lúc bây giờ để chúng ta mới thấy Phật được. Tại vì tâm chúng ta thanh tịnh, nó tạo thành nên một cái
cái thế giới khác đi. Cho nên cái thế giới khác mà ta thâm nhập vô đó, Phật ở trong đó ta mới vô ta thấy được. Còn cái thế giới của thức á, thì sao? Thế giới thức là do cái vọng tưởng điên đảo. Cho nên ban ngày á, chúng ta nghĩ cái gì đó, thì tối ta ngủ ta nằm trên bao ta thấy cái này. Cái này là thế giới của thức, của thần thức. Cho nên thế giới này á, là cái thế giới của ma quỷ đây. Thầy nói là người sống là người, chết là ma. Cho nên giữa mình với ma nó có một cái gần gũi nhau lắm. Cho nên bình thường thế này gọi là cái thế giới của người sống, cho nên không có ma xuất hiện. Nhưng mà cái thế khi ngủ rồi đó là thế giới âm á, thì người chết xuất hiện, cho nên ta mới nằm chiêm bao ta thấy. Cho nên cái chỗ này nó nhiều người tu mà họ nói với thầy cái này thầy thấy đúng thiệt. Tức là tối khuya họ ngồi tụng kinh có mình, nhưng họ có cảm giác là chung quanh họ có nhiều người á tụng. Thì quý vị nghĩ sao? Có không? Đây là những người âm á, những người ma tới cùng tụng kinh, nghe kinh á. Cho nên á, thầy thường hay khuyên các Phật tử, cái khi mình đi nghe pháp như thế này thì thường á, mình mời gọi ông bà tổ tiên của mình á, hết cả người quán, người thân gì cùng đi nghe pháp, để họ nghe được á. Họ không nghe thầy giảng được, nhưng mà họ nghe qua mình, phải không? Họ nghe qua cái tâm của mình, cho nên họ cũng biết được, họ cảm được, rồi cái nghiệp họ nhẹ đi, họ được thoát kiếp. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên nếu mà ta tu đúng như vậy đó, lần lần đó, những người thân ta mà họ có tội đó, lần lần họ được tiêu tội, rồi họ được thoát quá hết đó, thì cuộc đời chúng ta mới thấy nhẹ nhàng thêm, nó không nặng nữa. Nó nặng nề ở trong tâm chúng ta đó, là vì ông bà tổ tiên, bạn bè chúng ta, tất cả những cái người mà quan hệ với ta đó, cái người mà tội lỗi nhiều, người oán hận nhiều, cho nên tác động vào ta đó, làm cho ta khổ. Thành ra trên cái bước đường tu á, thầy đã trải nghiệm cái này rồi, thầy thấy rõ. Cho nên mỗi lần thầy lại sám hối đó, thì thường á, thầy hay mời gọi những người này cùng lại. Chứ hồi thầy mới đi tu đó, tại vì thầy tu ở trong thời gian chiến tranh, cho nên mới đi tu đó, thường thường tối á, nằm mơ hay thấy cái chết chóc nhiều quá này. Thấy người thân của mình chết nhiều quá nhá. Rồi khi mà đi tu đó, thầy cứ mỗi lần tụng kinh, mỗi lần sám hối thì thầy mời gọi những người này tới. Cho lần lần đó, những người này đó, họ thoát đi, họ mất cái kiếp quỷ đói của họ đi, rồi họ trở lại đó, họ trở thành những người mà ủng hộ cho mình. Đây là trên bước đường tu đó. Thì các vị nên rút kinh nghiệm này, mình tu có tiến bộ hay không đó là biết. Bây giờ trên đời này đó, mà mình luôn luôn gặp những cái trái ý mình đó, là vì ác nghiệp mình nhiều quá, cho nên đó, nó đi theo, nó quấy phá mình. Mà bây giờ mình tu được đó, thì nó nghĩ sao? Ít nhất đi nữa đó, cái quan gia đó, nó nói thôi, bây giờ nó tu rồi, thôi kệ nó, phải không? Đấy. Nó bây giờ nó tu rồi, nó không có gì nữa hết, mình có theo mình đòi nó, mình có lấy mạng nó đi nữa thì mình cũng không được gì, thôi để nó tu đi. Nó tu rồi mai mốt đó, Phật cho nó rồi nó trả lại mình chứ sao. Thành ra cái người thù này nó tự nhiên bớt đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà quý vị niệm tới câu thứ tư Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương đó, thì thường thường cái chỗ này đó là nghiệm xem mình nghe được cái mùi hương lạ. Nghe được cái mùi hương lạ, mình biết cái mùi hương này là của Phật. Khi mình nghĩ tới vị Phật đó thì Đức Phật đó sẽ tới với mình, sẽ chứng minh cho mình. Nhưng mà không phải là các ngài tới cái phòng này, phải không? Nếu tới phòng này thì ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nhưng mà trong lúc đó chỉ tới được cái tâm của mình thôi. Tại tâm mình thanh tịnh thì các ngài tới với cái tâm mình, cho nên mình được thấy và được nghe. Còn những người khác không nghe. Những người khác không nghe, không thấy gì hết, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở chung một chỗ, nhưng mà hoàn cảnh của những người này khác nhau, do đó mà thấy khác nhau và hiểu biết khác nhau. Đó là quý vị đó, lại một loạt các đức Phật này đó, cho tới cái vị Phật thứ 54, tức là Thích Ca Mâu Ni. Thành ra Nam Mô Thích Ca Mâu Ni.
Rồi lại câu mà Phật Thích Ca Mâu Ni xong rồi đó, tới đây nó thôi nhiều quá mệt rồi phải không? Mấy thầy nói thôi các Phật tử nghỉ đi để kỳ sau chúng ta lại tiếp không? Có vậy không? Tức là nhiều người á, nhiều người á, và nhiều chùa đó đều làm này hết á. Tại vì lại á, thì nhiều quá mệt quá cho nên á, sợ người ta không lại nổi nữa, người ta không đi. Nhưng mà thầy á, thầy thấy đó có nhiều người á, người ta lại 200 lại 500 lại người ta lại được thì sao? Cái này là tại vì cái tâm hạ liệt của mình, cái nhiệt tình mình thiếu, mình thiếu cái nhiệt tình, mình thiếu cái ý chí, cho nên những người này không đi xa được. Cho nên trên bước đường tu hành của mình á, mà mình lại hết rồi đó, lại hết rồi sám hối, mà mình nghĩ ít quá phải không, mình còn muốn lại nữa đó, thì thầy biết cái người này sẽ sanh phước. Còn người mà lại mà mệt mỏi quá, lại không nổi, thở không ra hơi nữa, cho nên muốn nghĩ cái là mừng á, thì người này chắc có lẽ là không biết bao giờ mà mới được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Thì thầy gửi một số ý này, rồi đó, kỳ sau thầy sẽ giảng tiếp về các cái vị 38 vị còn, 35 vị còn lại phải không? Thôi đứng dậy hồi hướng rồi đi lên chánh điện để lại sám hối.